Hi everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là trong bài học trước, phần học trước thì chúng ta đã được học xong về phần A Closer Look One. Trong phần A Closer Look One, các em đã được học những từ vựng liên quan đến các phong tục và các đặc trưng truyền thống ở một số quốc gia trên thế giới. Và bên cạnh đó, các em đã được học cách phát âm của hai âm đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về phần A Closer Look Two. Và trước khi bắt đầu với phần A Closer Look 2 bài học ngày hôm nay thì các em cần chuẩn bị cho cô hai quyển sách, đó là sách học sinh và sách bài tập tiếng Anh lớp 8. Ở phía sau bìa 4 của hai quyển sách này các em sẽ thấy có đính kèm phần mềm IC Books. Đây là phần mềm sẽ giúp các em có thể tự làm bài tập, tự kiểm tra đánh giá năng lực của mình và tự ôn lại các kiến thức mà các em đã học ở trên lớp. Và nếu bạn nào chưa có hai quyển sách này thì các em cũng có thể truy cập vào trang web www.icbooks.vn để nhận được sự hỗ trợ nhé. Và đối với bài học ngày hôm nay, phần A Closer Look 2, các em sẽ được học về ngữ pháp, grammar. Ngữ pháp ngày hôm nay các em sẽ được học ôn tập về động từ khiếm khuyết là should và shouldn't. Và bên cạnh đó các em sẽ được học bài mới liên quan đến động từ khiếm khuyết, modal verb, have to, bắt buộc phải làm một cái gì đó. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần mềm IC Books để ôn tập lại về phần ngữ pháp liên quan đến should và shouldn't nhé. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần A Closer Look 2 để có thể ôn lại về kiến thức liên quan đến động từ khiếm khuyết, should và shouldn't. 1. Look at the pictures and complete the sentences with should or shouldn't. Và ở hoạt động đầu tiên này thì các em sẽ nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các câu với should hoặc là shouldn't. Ví dụ như ở câu đầu tiên, người ta nói bạn như thế nào đó kính trọng người già. Vậy thì chúng ta nên điền vào đây là một từ should. Chúng ta bạn nên kính trọng người già đúng không nào? Ta sẽ điền vào đây là should. Động từ thể khẳng định. Hay như ở câu 2, according to tradition, dựa trên cái truyền thống thì bạn như thế nào đó sweep the floor là quét nhà on the first day of Tết, vào ngày đầu tiên của dịp Tết. Vậy thì các em thấy ở nhà chúng ta thường kiêng quét nhà vào ngày đầu năm đúng không nào? Vì vậy chúng ta sẽ phải điền vào đây một động từ khiếm khuyết ở dạng phủ định, đó là shouldn't. Không nên quét nhà vào dịp đầu năm, shouldn't. Đối với các câu còn lại các em cũng tiến hành điền tương tự như vậy để xem dựa trên nội dung, nghĩa của câu. Và các em sẽ xem thử chúng ta nên điền should hay shouldn't đối với mỗi câu nhé. Và sau khi hoàn thành xong, các em nhớ bấm nút Submit để nộp bài và đừng quên kiểm tra lại xem thử kết quả bài làm của mình đã đúng hay chưa. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2. 2. Match the situations in A and the advice in B. Ở hoạt động số 2 này, các em sẽ nối các tình huống ở cột A với các lời khuyên ở cột B. Ví dụ như ở câu đầu tiên, your sister is chewing and talking at the same time. Chị của bạn hoặc là em gái của bạn đang vừa nhai vừa nói. Vậy thì ở cột B các em xem lời khuyên nào là phù hợp cho trường hợp này nhỉ? Ta thấy đối với trường hợp này, đó chính là lời khuyên ở câu B. You shouldn't do that. It's not very polite. Bạn không nên làm như vậy. Như vậy là không có được lịch sự cho lắm. Vậy thì ta sẽ nối câu 1 với lời khuyên ở B đúng không nào? Và đối với các trường hợp còn lại, các em cũng tiến hành tương tự như vậy, dựa trên nghĩa của tình huống đó. Và các em sẽ xem thử trong mỗi tình huống chúng ta cần đưa lời khuyên nào cho phù hợp, cho hợp lý nhé. Sau khi hoàn thành xong, đừng quên bấm nút Submit để nộp bài và kiểm tra kết quả. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài tập số 2, Activity 2 trong phần mềm IC Books để ôn tập lại về phần kiến thức, động từ khiếm khuyết, should và shouldn't rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần lý thuyết bài học mới ngày hôm nay. Về phần ngữ pháp ngày hôm nay, các em sẽ được học tiếp tục một động từ khiếm khuyết nữa, đó là động từ have to. Đối với động từ have to thì nó sẽ diễn tả một an obligation, là một cái sự bắt buộc hoặc là một sự cần thiết, necessity. Đối với trường hợp về have to, nó sẽ liên quan đến một sự bắt buộc mang tính ở bên ngoài bắt buộc chúng ta. Một ai đó buộc chúng ta phải làm gì theo quyết định của họ. Và chúng ta sẽ có cấu trúc của từng câu, từng thể câu như sau.
Đầu tiên đối với câu khẳng định thì các em chỉ cần sử dụng đó là chủ ngữ cộng với lại have to hoặc là has to, phụ thuộc vào chủ ngữ ở đằng trước là số ít hay số nhiều và ngôi thứ của chủ ngữ đó. Ví dụ như em nói chủ ngữ là I thì ở đây ta sẽ dùng have to, và nếu chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít là he, she hoặc it thì nó sẽ là has to. Và đằng sau have to và has to thì các em sẽ cộng với một động từ nguyên mẫu, tức là động từ để nguyên dạng như vậy. Ta cùng xem ví dụ ở dưới, ví dụ như là chúng ta phải dọn nhà cẩn thận để trước khi đón Tết. Vậy thì câu này các em thấy chủ ngữ là we và chúng ta sẽ phải sử dụng là have to ở đây. We have to clean. Đằng sau have to sẽ là một động từ nguyên mẫu nhé. Tiếp đến, đối với thể phủ định, tức là ta sẽ phải thêm not và đằng sau trợ động từ. Ta sẽ thêm trợ động từ vào đằng trước have to ở đây. Ta có cấu trúc của nó sẽ là don't hoặc là doesn't cộng với lại have to, và đằng sau nó vẫn tiếp tục là một động từ nguyên mẫu. Các em cùng xem ví dụ như là chủ ngữ ở đây là she. Nếu là she thì trợ động từ của nó là does và phủ định của nó sẽ là doesn't, đúng không nào? Vì vậy ta sẽ có câu nói ở đây là she doesn't have to wear. Cô ấy không phải mặc đồng phục của công ty. She doesn't have to wear a company uniform. Tiếp đến, thể cuối cùng. Đó là thể phủ định. Và trước khi đến với thể phủ định thì các em cần lưu ý cho cô là về don't have to và must. Chúng ta biết must là phải làm cái gì đó, đúng không nào? Tuy nhiên đối với don't have to và mustn't thì nó sẽ có một sự khác biệt như sau. Don't have to là mang tính không bắt buộc ai đó làm cái gì, tức là ai đó không cần phải làm gì. Trong khi mustn't thì nó sẽ mang nghĩa là không được phép làm cái gì đó. Các em cùng xem câu ví dụ sau. Đối với don't have to hoặc doesn't have to ở đây, my mother doesn't have to work on Saturdays. Mẹ của tôi không cần phải đi làm vào các ngày thứ bảy. Ở đây don't have to có nghĩa là không bắt buộc phải làm gì đó, không cần làm gì đó. Còn đối với mustn't thì nó sẽ mang nghĩa là không được làm gì đó. Ví dụ như sau, you mustn't wear short skirts in here. Bạn không được phép mặc váy ngắn ở đây. Các em phân biệt cho cô, lưu ý cho cô don't have to và mustn't nó sẽ có những đặc trưng khác nhau như vậy nhé. Tiếp đến đối với thể cuối cùng đó là thể nghi vấn. Đối với thể nghi vấn ở đây thì các em chỉ cần đưa do hoặc does ra đầu câu và sau đó sẽ là đến chủ ngữ, đến have to và cuối cùng sẽ là động từ nguyên mẫu. Ví dụ như do we have to follow the tradition? Chúng ta có phải theo cái phong tục, theo cái truyền thống là dọn dẹp nhà trước khi đón Tết hay không? Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần lý thuyết liên quan đến động từ khiếm khuyết have to rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với activity 3. Hoạt động số 3 trong phần mềm IC Books để ôn lại phần lý thuyết chúng ta vừa học về have to nhé. Vậy là chúng ta đã vừa xem xong phần lý thuyết, học xong phần lý thuyết về động từ khiếm khuyết modal verb, động từ khiếm khuyết have to. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động số 3, activity 3. 3. Complete the sentences with the correct form of have to. Và ở hoạt động số 3 này thì các em sẽ phải hoàn thành các câu ở bên dưới với dạng đúng của have to. Dạng đúng của have to sẽ được quy định bởi chủ ngữ hoặc là thì của câu đó hoặc là thể của câu đó. Ví dụ như ở câu đầu tiên các em thấy my mother says that, mẹ của tôi nói rằng I be home by 9 p.m. sharp. Tôi phải về nhà vào lúc đúng lúc 9 giờ, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ thấy ở đây chủ ngữ là I và thể của nó sẽ là thể khẳng định cũng như là thì hiện tại. Vì vậy chúng ta sẽ giữ nguyên mẫu của nó là have to, I have to be home, tôi phải ở nhà, tôi sẽ phải có mặt ở nhà vào lúc 9 giờ, đúng 9 giờ. Hay như ở câu số 4, number 4, in the past, trong quá khứ thì đàn ông như thế nào đó mặc áo dài, nhưng ngày nay họ như thế nào đó không mặc chúng. Vậy thì chúng ta sẽ phải điền vào đây ở đằng trước là vế khẳng định, thể khẳng định, đúng không nào? Và đằng sau ta sẽ phủ định nó. Ở đây người ta nói tới past là quá khứ, vì vậy have to ở đây các em sẽ phải chia theo thể khẳng định nhưng ở thì quá khứ, và nó sẽ biến thành had to. Man had to wear áo dài. Các những người đàn ông phải mặc áo dài, nhưng ngày nay thì họ không phải mặc. Ở đây sẽ là thể phủ định và ở thì hiện tại. Don't have to.
Bởi vì chủ ngữ là they, vì vậy trợ động từ của nó sẽ là don't. They don't have to wear it. Họ không cần phải mặc nó. Các câu còn lại các em cũng tiến hành điền vào các vị trí trống tương tự như vậy dựa trên nghĩa của câu cũng như là thì của câu đó nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, activity 4. 4. Choose A or B to convey the meaning of the first sentence. Ở hoạt động số 4 này các em sẽ phải lựa chọn A hoặc là B để em có thể chọn thể hiện được ý nghĩa của câu đầu tiên, câu người ta cho. Ví dụ như ở câu đầu tiên người ta nói là you have to take your hat off when you go in inside the main worship area of the temple. Bạn phải cởi mũ, bạn phải bỏ mũ xuống khi bạn đi vào trong cái khu thờ chính, cái khu cầu chính, khu vực thờ chính của một cái đền, một cái điện. Vậy thì các em thấy đối với câu A hay là câu B nó sẽ phù hợp nghĩa với câu đầu tiên, câu gốc của người ta cho nhỉ? Chính xác, vậy đó chính là câu B. Bạn không được phép mang mũ ở đây. Nếu là câu A thì nó có nghĩa là bạn có thể đội mũ nếu bạn muốn. Tuy nhiên, nếu các em chọn câu A thì nó sẽ sai nghĩa với câu gốc rồi đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ phải lựa chọn câu B, đó là bạn không được phép đội mũ. Ta sẽ khoanh vào đáp án B. Đối với các câu còn lại, các em cũng tiến hành tương tự như vậy và sau khi hoàn thành xong nhớ bấm nút Submit nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 5, Activity 5. 5. Mi is going to visit her friend Ari in Japan. Reach Ari's email. There are 6 mistakes in it. Can you find and correct them? Ở trong hoạt động 5A, hoạt động 5A này thì các em sẽ xem thử để người ta nói là bạn Mi. Bạn Mi sẽ thăm bạn của cô ấy là Eri ở Nhật Bản. Em hãy đọc bức email của bạn Eri và trong này có 6 lỗi. Các em có thể tìm ra và chỉnh sửa chúng hay không? Bây giờ chúng ta sẽ phải chú trọng vào các cái lỗi ở trong bài này và tìm xem thử ở trong bài này bạn Eri đã mắc phải những lỗi gì nhé. Đầu tiên, các em có thể thấy ví dụ như là ở câu I shouldn't give you some advice so you can prepare for Japan. Câu này có nghĩa là tôi không thể cho bạn một vài lời khuyên, vì vậy bạn có thể chuẩn bị cho chuyến đi đến Nhật Bản. Tuy nhiên các em sau khi đọc dịch nghĩa ra thì các em thấy từ shouldn't ở đây nó là không hợp lý đúng không nào? Nó phải thay bằng từ should. Tôi nên đưa cho bạn. Thay vì tôi không nên thì ở đây phải là tôi nên cho bạn một vài lời khuyên để mà bạn có thể chuẩn bị cho chuyến đi ở Nhật Bản. Chúng ta sẽ gạch chân vào đây và sửa chúng thành should give. Đối với các lỗi còn lại các em cũng xem thử, tìm ra xem thử lỗi của nó nằm ở đâu dựa trên chủ ngữ của chúng và xem thử đằng sau của chúng đã chia thì theo đúng chủ ngữ cũng như là nội dung của câu nói đó chưa. Sau khi hoàn thành xong, các em nhớ bấm nút Submit để nộp bài và kiểm tra kết quả. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động 5B. 5. Mi is going to visit her friend Ari in Japan. Reach Ari's email. There are 6 mistakes in it. Can you find and correct them? Và giống như cô đã nói ở bài lúc nãy, sau khi các em đã tìm ra được các lỗi, các em bây giờ sẽ phải sửa các lỗi này. Ví dụ như ở lỗi đầu tiên, các em sẽ phải sửa lại lỗi này thành should give. Với các từ bên dưới, các em cũng chỉnh sửa tương tự như vậy và sau khi hoàn thành xong, nhớ bấm nút Submit để nộp bài, kiểm tra xem liệu chúng ta đã làm đúng hay chưa nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động cuối cùng, the last activity, activity 6. 6. Working pairs. Imagine you both have a friend who is coming to Vietnam this summer. List 3 pieces of advice and 3 obligations your friend should follow. Và ở hoạt động cuối cùng này, các em sẽ phải làm việc theo cặp. Các em hãy tưởng tượng rằng cả hai bạn đều có một người bạn mà người ta sẽ đến Việt Nam vào mùa hè này. Các em sẽ liệt kê ra 3 lời khuyên và 3 điều bắt buộc mà người bạn của em, người bạn sắp tới Việt Nam phải nghe theo, phải làm theo.
Sau đó các em sẽ chia sẻ ý tưởng của em với cả lớp, với các bạn còn lại trong lớp. Ở đây ta có vị trí để viết 3 lời khuyên, 3 pieces of advice, 3 lời khuyên, và có vị trí để viết 3 điều bắt buộc phải làm, 3 obligations. Lời khuyên các em đưa ra ở đây ví dụ như là trẻ em thì nên nhận lấy đồ vật từ người lớn bằng hai tay. Chúng ta có thể viết là children should take things from adults with both hands, với cả hai tay. Và sau khi hoàn thành xong, các em có thể sử dụng nút show answers ở bên dưới để có thể tham khảo đáp án đúng nhất của bài này nhé. Alright, vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần bài học về A Closer Look To rồi đúng không nào? Trong bài học tiếp theo, trong phần học tiếp theo, các em sẽ tiếp tục được học về phần communication, thực hành giao tiếp tiếng Anh. Và đối với phần communication tiếp theo thì các em sẽ được học cách miêu tả một số phong tục tập quán và một số truyền thống. Bên cạnh đó, các em cũng sẽ được học cách để đưa ra lời khuyên làm sao cho chúng ta có thể thích ứng với các phong tục tập quán và các truyền thống ở những nơi khác nhau. Vì vậy, về nhà các em hãy ôn lại bài tập mà chúng ta đã học trong phần bài học ngày hôm nay thông qua phần mềm IC Books, và đừng quên chuẩn bị cho bài học mới, phần communication tiếp theo nhé. Goodbye, see you next time.